Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Trong cái video này á, em chia sẻ cho anh chị mình cái cách chúng ta rút từ các cái đồng coin Tron hoặc là USDT á, từ cái việc mà chúng ta đầu tư vào cái nền tảng là Techbank anh chị nha. Đây nè anh chị, trên màn hình này. Cách đây mấy hôm á anh chị, em có làm một cái video này. Đây này anh chị mình muốn tìm hiểu tổng quan về cái dự án này á, thì anh chị xem cái video Techbank anh chị ha, Europe 18 đô nè, thì cái link này em sẽ để dưới phần mô tả. Cái nền tảng thì có hai dạng, một cái là chúng ta tham gia chúng ta nhận Europe 18 đô và chúng ta làm hàng ngày. Nói chung chúng ta làm không được nhiều anh chị, một ngày chúng ta làm được một ít thôi, nhưng mà khi chúng ta đạt được khoảng 0,2 đô trở lên là chúng ta rút được rồi. Và cái thứ hai nữa là cái nền tảng vay cho vay, tức là chúng ta muốn đầu tư vào đây để cho vay á, thì chúng ta cũng nhận được phần trăm ha. Thì cái lãi thì chúng ta rút qua ngày hôm sau là chúng ta rút được, nhưng mà cái vốn á là sau 7 ngày chúng ta mới rút được hang. Thì cái này anh chị cân nhắc. Nói chung là tổng quan về dự án á, thì anh chị xem dưới phần mô tả giùm em ha, cái link đăng video hướng dẫn đăng ký đó. Còn cái video này một á là em chia sẻ cho chúng ta cái cách chúng ta rút cái bằng lãi về bên cái ví hoặc là sàn. Hai nữa là chúng ta có thể là đầu tư vào đây để cho vay. Cái thứ ba nữa là cái cách chúng ta sử dụng cái nền tảng này. Đầu tiên á, em sẽ vào trong đây anh chị ha. Ở đây họ thông báo cho anh chị ha. Đó, chúng ta nhấp vào hủy bỏ nè. Rồi ở đây á, khi chúng ta đăng ký xong á, chúng ta sẽ thấy cái mục tặng nè. Nếu mà không có tiếng Việt thì nhấp vào cái bánh răng cưa phía trên bên trái nha. Chọn ngôn ngữ, cái dòng đầu tiên chọn cho em là tiếng Việt nha anh chị. Ở đây có cái mục tặng nè anh chị thấy không ạ? Chúng ta nhấp vào đây giùm em nha. Ở đây mỗi ngày chúng ta sẽ làm, anh chị thấy không ạ? Em nhận được 0.34 USDT đó chị, anh chị thấy nè, em được nhận ngày hôm nay ha. Đó. Rồi cái thứ hai nữa, cái việc rút á, thì hôm bữa em có chia sẻ chúng ta cái cách đầu tư rồi. Nói chung là nền tảng vay cho vay, một bên cho vay và một bên vay. Mình nếu như mình có tiền á, anh chị có thể bỏ 50 đô vào chúng ta cho vay. Thì những người khác người ta không có tiền á, thì người ta sẽ quay và người ta tham gia, người ta trade. Thì nếu mà người ta lời á, thì người ta sẽ lấy cái phần lãi đó, cái phần lời đó. Còn nếu mà lỡ người ta thua á, thì người ta bị thu hồi vốn. Còn chúng ta thì vẫn nhận được hàng ngày. Nói chung bất cứ cái nền tảng nào cũng vậy anh chị. Europe thì có nhiều dạng. Europe là đầu coi. Europe chúng ta làm min ở T. Europe chúng ta tham gia wallet. Europe chúng ta... cái dạng như là... cái dạng này cũng là một cái dạng Europe ha. Còn cái đầu tư chính là vay và cho vay, thì anh chị chúng ta cân nhắc quyết định cho kỹ nha anh chị. Mình thích cái nào thì mình hả tham gia cái đó. Và đặc biệt á, đừng bao giờ on in tất cả tài sản vào trong một cái dự án hay này kia ha, phân bổ ra anh chị. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào cái mục là thu nhập này ha. Thông tin liên quan chi tiết á, thì mọi người xem cái video hướng dẫn với phần mô tả nha anh chị. Cái này thì em cập nhật là rút với nạp vào đây, đầu tư cũng như là sử dụng app thôi. Ở đây anh chị thấy nè, thì cũng có nhiều anh chị tham gia. Thì tổng cộng có khoảng 374 anh chị tham gia. Đúng không ạ? Và chủ yếu là anh chị làm Europe. Đó, thì cái này quyết định của anh chị thôi. Ở đây nè anh chị, em sẽ rút tiền ha. Ở đây có hai cái mục. Có cái mục phía bên phải em nói thêm nè, quái lạc á. Là ở đây là chỉ dành cho những anh chị nào mà chúng ta chơi có lời thì chúng ta mới rút cái này ha. Năm nay như vậy. Còn cái này chúng ta làm Europe hoặc là chúng ta đầu tư á, thì chúng ta sẽ vào đây nè, cái chỗ mục thu nhập ở giữa màn hình á, phía ở trên này có một chữ rút tiền, anh chị thấy không ạ? Thì hôm bữa em đầu tư vào đây 200 tròn rồi. Ở đây anh chị thấy nè, anh chị thấy em có được gì ạ? 14 tròn. Bây giờ em sẽ nhấp vào cái mục rút tiền nha. Đó, TRC. Cái địa chỉ ví này hôm bữa em nói, nhưng mà sau đó họ update lại, tức là anh chị dán bình thường nha anh chị, chứ không phải nhập thủ công nha. Bây giờ em sẽ vào đây, em đang có tròn này đúng không ạ? Em sẽ nhấp vào cái mục nhận nè, em chọn sao chép nè, sau đó em vào đây em dán vào, anh chị chọn chắc chắn cho em. Rồi chúng ta chọn chắc chắn nè. Anh chị rút ít á,
anh chị á, mà mình rút ít á thì chúng ta nên rút về ví chấp với lạch hoặc là MetaMask anh chị nha, đừng có rút về các sàn, tại vì khi mà anh chị nạp vào các sàn mà không đạt cái min á, thấp nhất á, là chúng ta sẽ không nhận được nha. Ở đây có cái mục rút tiền là chúng ta nhấp vào đây. Thì ở đây nếu mà anh chị nào có giới thiệu bạn bè người thân á thì chúng ta nhấp vào cái mục rút tiền ở đây ha. Đó, chúng ta chọn cái mục TRC20. Chọn chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn. Rồi. Thì ở đây nè anh chị, sau khi chúng ta rút xong á thì cái số dư của chúng ta sẽ không còn, chị thấy không ạ? Đó là như vậy nha anh chị ha. Mình lót lại thì ở đây anh chị cũng thấy này, khoản đầu tư của em không còn. Đó là cái cách chúng ta rút tiền nha anh chị, khoảng một thời gian là sẽ về nha anh chị nha. Đây nè anh chị. Đây là cái lợi nhuận của em ha. Cũng như là cái thông tin em đặt vào đó. Em đầu tư vào đây 200 tròn nè. Nói chung cái này là anh chị suy nghĩ kỹ nha. Mình làm airdrop chủ yếu là mỗi ngày mình vào đây mình nhấp vào một nhận ở đây nè là được anh chị. Khi mà chúng ta đạt được khoảng 0.2 USDT là chúng ta có thể rút về được rồi anh chị nha. Cái min rút cũng rất là thấp. Rồi bây giờ á, cái phần mà mọi người vay ở đây á, thì anh chị nhấp vào cái mục là mượn nè. Thì cái này anh chị chúng ta đọc kỹ thông tin rồi chúng ta làm nha. Còn cái mục mà thu nhập ở đây á, ví dụ chúng ta muốn đầu tư vào đây, bây giờ em sẽ đầu tư tiếp nè. Em sẽ nhấp vào cái mục cho vay nè. Rồi bây giờ em vào cái mục nhà lại đi ha. Ở đây anh chị sẽ nhấp vào cái mục đầu tư nè anh chị, giữa màn hình bên phải nè. Ở đây á, chúng ta nạp ha. Thì ở đây có hai cái đồng USDT hoặc là TRX. Thì em sẽ chọn là nạp điện ở đây ha. Ở đây cái min chúng ta đầu tư á, thấp nhất là USDT thì 2 đồng, tròn thì 5 đồng. Em sẽ nhấp vào OK ở đây nè. Bây giờ em sẽ vào cái sàn Hobby đi. Em sẽ nạp vào đây một ít. Anh chị xem nha, cái cách chúng ta rút tiền từ cái sàn Hobby em nói luôn nè anh chị. Thì cái sàn Hobby này cũng rất là dễ sử dụng luôn. Anh chị vào cái mục tài sản nè. Sau đó anh chị sẽ thấy cái ví là vô ngay nằm bên trái ở giữa nè. Sau đó anh chị xem mình có cái đồng nào. Ví dụ như em có USDT ở đây. Em sẽ nhấp vào cái mục rút ở trên. Sau đó em sẽ chọn là USDT nè. Em chọn cái địa chỉ blockchain nè. Ở đây á, là họ cho rút chúng ta một số mạng này ha. Anh chị thấy nè. Thì cái mạng TRC20 là đang có đúng rồi, em sẽ nhấp vào đây. Em sẽ nhấp vào 30 đi, là 30 USDT đó. Em sẽ nhấp vào cái mục cút nè. Rồi chúng ta chọn vào cái dấu tích cho nó lên xanh, chúng ta chọn xác nhận. Ở đây chúng ta cần phải làm 3 bước, một là cái mail và cái hai là SMS ha, và ba là cái Google AdSense. Cái sàn Hobby bây giờ nó đổi thành cái sàn tên là HTX anh chị nha. Mật khẩu là 751006. Rồi tiếp theo là anh chị vào cái Google AdSense nè. Nó là chị AdSense cái biểu tượng này nè ha. Anh chị dán vào. Nó hiển thị như thế này là xong anh chị nha. Đó, chúng ta chờ đợi. Rồi bên cái ví chết với lạc đã thông báo em nhận được cho anh chị nè. Anh chị thấy không? Em nhận được nè. Đây. 12 tròn với cái 2 nữa em nhận được hơn 2 tròn nè anh chị thấy không ạ? Đây là cái lãi nha. Bây giờ chúng ta vào cái nền tảng anh chị. Đây anh chị thấy nè, rất là nhanh đúng không ạ? Thì khi anh chị nạp vào đây á, thì nó sẽ tự động đầu tư cho chúng ta luôn. Tức là em nạp vào hôm nay thì tự động ngày mai á, là em sẽ nhận được cái phần lãi. Và cái phần gốc á, là sau 7 ngày kể từ ngày chúng ta nạp vào, chúng ta có thể rút phần gốc ha. Ở đây nếu mình chỉ kéo cái nút sang phải á, là nó sẽ tự động gia hạn cho chúng ta. Còn mình tắt nó thì nó sẽ ngưng cái chức năng là tự động gia hạn khi nó đạt được 7 ngày. Thì thu nhập em cũng nói rồi ha, nó sẽ nằm ở đây nè anh chị. Rồi bây giờ tổng quan về cái dự án này thì chúng ta vào cái mục nhà phía dưới bên trái á. Đây là cái nút trang chủ.
Thì ở đây chúng ta kéo lên sẽ có rất nhiều cái đồng coin ở đây. Nó nhiều chứ khoảng mười mấy đồng thôi, không có nhiều anh chị. Nhưng mà đó là những cái đồng như là đồng dự án tốt ha. Rồi, ở trên đây thì có các thông tin liên quan. Quan trọng là cái mục tặng này, hàng ngày Bảo Lam giùm em ha, nhận airdrop. Ở đây có cái mục là biểu tượng mời bạn bè nè, nhấp vào đó thì chia sẻ. Ở đây có cái link anh chị ha, và cái code mời nè. Ở đây anh chị muốn tìm hiểu thêm thì nhấp vào cái mục giới thiệu về Techcombank, sẽ cho anh chị thấy hết. Cái nền tảng này bắt đầu là năm 2022, nhưng mà tới năm 2023 họ mới xuất hiện cái phần cho chúng ta vay và cho vay, cũng như họ mới cho airdrop ha. Có một cho vay nè, anh chị vào đây chúng ta xem ha, chúng ta cho bao nhiêu là chúng ta thấy một thu nhập ở đây, mình có thu nhập bao nhiêu thì chúng ta vào đây ha. Cái mục hoán đổi này á, thì đây là cái mục là để chúng ta chay á, kiểu như vậy á, là anh chị cũng như chúng ta quay á, rồi chúng ta đánh trên đây nè, chúng ta lời thì cái phần lời đó chúng ta rút thoải mái. Còn nếu mà chúng ta lộ á, thì thí dụ anh chị vay 10 đô kiểu như là họ sẽ có phần trăm, ví dụ anh chị giới hạn được lỗ được khoảng là 4 đô hay 3 đô thôi là họ sẽ rút cái gốc chúng ta ngay, họ không để cho chúng ta âm đâu, kiểu đó thì họ sẽ không có lời anh chị, kiểu như vậy. Có một cái lệch này là khi chúng ta chay có lời á, là chúng ta sẽ nằm ở đây ha, anh chị thấy nè, của em không có đô nào hết á. Rồi cơ bản như vậy anh chị ha, nạp rút thì rất là đơn giản, và em cũng nói lại airdrop đầu tư thì nó có nhiều dạng, thì chúng ta thấy được thì chúng ta tham gia, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Và đặc biệt đừng bao giờ on in bất cứ cái nền tảng nào, anh chị chay coi cũng vậy, chia giải đều ra hết. Và đặc biệt tài sản cũng không nên để vào một cái sàn nào đó anh chị ha, tại vì thông tin liên quan á là hôm qua là cái sàn hay gì đó, là cái sàn Room Metano nè bị hack anh chị, và cũng đâu hơn lấy đi bị đánh cắp hơn khoảng đâu 3 triệu đô á, nên là anh chị cũng cân nhắc cái vấn đề này ha. Anh chị thấy nè, chúng tôi nâng cấp, đang trong quá trình nâng cấp nè anh chị, đó là thông tin muốn gửi cho mọi người ha. Rồi video nó chỉ như vậy thôi, mọi người thấy được thì tham gia airdrop nha, còn việc đầu tư thì quyết định của anh chị, cái đó là em không khuyến khích nha mọi người.